Hoa hậu Thùy Tiên, Đức Phúc tấu hài cùng Miss Thi trong series mới Nông Dân. Sau Đu Đêm, mới đây Hoa hậu Thùy Tiên vừa cho ra mắt teaser dự án mới mang tên Nông Dân, hứa hẹn nhiều điều thú vị với sự tham gia của ca sĩ Đức Phúc và streamer Miss Thi. Sau series Đu Đêm, Hoa hậu Thùy Tiên mới đây hé lộ chương trình thực tế tiếp theo của mình cùng Đức Phúc và Miss Thi mang tên Nông Dân, chơi chữ của Nông Tiên và Nông Dân. Trong show này, Thùy Tiên vẫn tiếp tục khai thác chủ đề về các tầng lớp lao động nhưng tại một bối cảnh rất khác, qua đó nối dài chuỗi những nội dung hướng đến cộng đồng nhưng vẫn đầy tinh thần giải trí của nàng hậu. Dù đoạn teaser khá ngắn nhưng khán giả cũng thấy được những hình ảnh dễ thương và gần gũi của bộ ba Thùy Tiên, Đức Phúc, Miss Thi. Cùng với những khoảnh khắc hài hước là cảnh sắc tuyệt đẹp của miền Tây sông nước, góp phần quảng bá một Việt Nam giàu văn hóa và bản sắc. Được biết đến nhờ danh hiệu Miss Grand International 2021, Hoa hậu Thùy Tiên thời gian qua liên tục xuất hiện dày đặc với các dự án cộng đồng nổi bật, diễn giả truyền cảm hứng. Không dừng lại ở đó, nàng hậu còn thử sức ở nhiều vai trò, đặc biệt là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tham gia cùng Thùy Tiên trong series lần này là ca sĩ Đức Phúc và streamer Miss Thi. Khác với hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu, với Nông Dân sẽ là một Đức Phúc lăng xả, chịu chơi cùng những thử thách đầy cam go. Miss Thi, nàng streamer đình đám cũng xuất hiện với hình ảnh khác biệt, cô nàng thoải mái thể hiện tính cách tinh nghịch và có phần lém lỉnh khi xuất hiện cùng Thùy Tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.